Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà chúng ta chia cái bát nè ha. Đây, cái ổ cứng mà mình mới mới thay cho khách đây. Đây, ổ cứng này nó bát nặng luôn ha. Không có nhận dạng được các bạn nha. Có nghĩa là vào MHDD và HDD Renetrator cũng không thấy thấy được cái dữ liệu của ổ cứng. Là để không thấy thì chúng ta không thể nào quét được như thế này. Mình sẽ chia sẻ cái link bên dưới các bạn xem để chúng ta biết cách chúng ta vào cái MHDD 4.6 này ha. Rồi chúng ta chia sẻ rõ luôn ví dụ bát luôn ha. Đối với cái ổ cứng tốc độ như thế này, tám mấy ngàn kilobyte trên giây, là tốc độ này tốc độ chuẩn của đối với cái bốc 2.5 ở lộn xin lỗi các bạn, ổ cứng 2.5 ha, ổ cứng 2.5 đó. Đây, tùy theo cái tốc độ của ổ cứng mà nó sẽ chênh lệch cũng như là cái thời gian lâu dài chúng ta copy qua lại thì cái phần tốc độ này nó bị tăng bị giảm khác nhau bạn nha. Rồi mình nói thêm cái việc mà từng cái cột và chỉ số, cái cột chỉ số này nếu mà ổ cứng ta nó chạy 30 giây, 30 mili trên giây, 30 giây nè, nó chạy như thế này, cái này là setter các bạn ha, chúng ta gọi là setter đây. Ví dụ đây cái ổ này là ổ 500G thì tương đương chúng ta nhân đôi lên thôi. 500G nhân lên là 900 mấy, ví dụ cho 1 triệu setter đi. Nhưng mà nó có cái chỉ số nó nhân giống như chúng ta biết đó là nhân 1024 ha. Nhân 1024 nó ra cái chỉ số khác các bạn nha. Đây, nó ra cái chỉ số khác. Thường chúng ta có cái ổ cứng dung lượng như thế nào thì không bao giờ chúng ta nhận đủ cái dung lượng như thế này. Rồi bây giờ nó chỉ cái chỉ số nè, 30 giây ổ nào mà đọc được từ 150 ly giây trở lên càng nhiều thì ổ cứng nó càng tốt. Nói chung là 30 giây, 10 mili giây càng nhiều thì càng tốt. Còn ở dưới từ từ thì trong cái khoảng 50, 150 thì này tạm thôi. Từ 500, bé hơn 500 mà lớn hơn 500 nè. Đây này, trong cái phần này nó cảnh báo các bạn ha. Đây, khi nào mà nó hiện warning, khi mà nó hiện warning chúng ta thấy đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây nè, nó hiện cho cái warning này nó hiện trong cái phần mà bé hơn 500 mà lớn hơn 500 mili giây. Các bạn ha. Đó. Cái phần này nó không có hiển thị hết từ trên dưới đâu các bạn nha, nó sẽ dồn 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 và nó dồn cái cũ nó sẽ mất. Chúng ta có điện thoại chúng ta chụp khi mà chúng ta thấy nó khuất á, chúng ta chụp đi. Hoặc là quét xong mà nó có lịch sử chúng ta xem. Nhưng mà đợi rất là lâu rồi ha, bây giờ chúng ta chụp trước cũng được rồi đó, chúng ta nhớ đến cái khoảng này để chúng ta cắt ha nha. Chúng ta cắt như sau, cắt thì chúng ta đếm nè, đây là 300, hàng triệu, hàng trăm, hàng triệu, cái này 13 triệu 400 chín mấy, cho 10 14 triệu đi ha, mình cứ làm tròn các bạn không sao đâu. Đây mình coi 14 triệu 14 triệu setter thì tương đương với thông số chuẩn xác các bạn nha, tương đương 14 mà chia 2 là 7, là 7 triệu, là 7 ghi, 14 triệu sector chia ra là 7 ghi, tương đương 7 ghi các bạn ha. Thì có nghĩa là chúng ta muốn cắt bỏ phần này thì chúng ta phải cắt từ trước 7 ghi và sau 7 ghi, trước 7 ghi và sau 7 ghi. Có nghĩa là trước 7 ghi là chúng ta cắt đầu của nó là từ 0 tới 6 ghi là chúng ta giữ, từ 6 ghi cho tới 8 ghi là chúng ta bỏ đó, chúng ta cắt như thế ha. Có nghĩa là làm sao mà chúng ta cho cái phần mà bị warning cảnh báo này nó nằm gọn trong cái phần mà cái phân dùng mà chúng ta bỏ, chúng ta không sử dụng đến đó. Thì các bạn cắt như thế nào mình không biết thì đó, thì có rất là nhiều phần mềm cắt như là Vectis, Winda ha, rồi HDD rất là nhiều vân vân, tạm thời mình cũng không nhớ hết nữa. Nói chung là nhiều lắm, tùy theo các bạn thích nào quen chúng ta dùng. Bật tí xanh gu cũng được. Rồi, tiếp đến các bạn xem cái phần warning kế tiếp này ha. Này là 27 triệu cho 28 triệu, 28 mà chia 2 là 14. Là 14 ghi các bạn ha. Hồi nãy là 7 ghi. Cái này kế tiếp là 14 ghi, 7 với 14. 7 nhân 2 là 14, có nghĩa là trong 7 ghi nó cách nhau gấp đôi là nó bị bét, nó bị báo quanh nên trước là 7. Trong khoảng 7 ghi các bạn làm được gì ta? Cũng không không làm được gì nhiều đâu, thì tốt nhất chúng ta bỏ luôn đi ha.
để an toàn thường mình khuyến cáo dưới dưới 10 15 GB thì nên bỏ. Nếu mà chúng ta tận dụng quá thì chúng ta cũng lưu được mấy file thôi. Hoặc là cái phần đầu thì các bạn nên giữ nè, ví dụ là mình nói cái phần đúng thực tế này luôn nè là 14 triệu SATA là tương đương 7 GB thì chúng ta giữ lại 5 GB đầu cũng được. À, giữ 5 GB đầu để chúng ta làm cái phần dùng boot. À, chuyển nó thành FAT 32 làm cái phần dùng boot cho cái Win Mini hoặc là boot để chúng ta khởi động vào mấy cái bản Win PE để chúng ta sửa máy, chúng ta làm như nào tùy chúng ta, hoặc lưu dữ liệu tùy các bạn. Nói chung là làm cái phần dùng boot cái tầm phần dùng này 5 GB là rất là ok. À, đó thì chúng ta nên tận dụng thôi, khoảng đó thôi. Rồi cái khoảng từ 7 GB tới 14 GB này nè, cái khoảng giữa nó chỉ còn có cũng 5 6 GB thì chúng ta bỏ lên đi, bỏ luôn đi. À, đó, chúng ta bỏ luôn đi cái phần này luôn. Rồi cái từ 28 là 14 GB, cái này nó bị cái khoảng là 48 triệu SATA là 48 24 là bị ngay cái chỗ 10 24 GB nữa. 14 GB 24 GB cách nhau 10 GB, cách nhau 10 GB mà bỏ đầu bỏ đuôi là còn chừng 7 8 GB là dữ lắm ha. Còn 7 8 GB dư thôi, chúng ta nên bỏ luôn cái khoản này các bạn ha. Đó, chúng ta bỏ luôn đi đừng có tiếc. Rồi bây giờ 48 triệu là 24 GB, vậy là mình tổng quát lại ha, cái đoạn này là chúng ta nên lấy 5 GB đầu, 5 GB đầu thôi là 14 triệu là 7 GB nè, là chúng ta giữ 5 GB đầu từ ghi thứ 5 cho tới ghi thứ 24 thì chúng ta phải cắt trên 24 GB là khoảng 1 2 GB gì đó, tốt nhất là cho 2 GB nha. Là từ ghi thứ 5 cho tới ghi thứ 24 cộng 2 là 26, ghi thứ 5 tới ghi 26 là chúng ta bỏ hoàn toàn trống cái khoản này luôn, là chúng ta không sử dụng luôn các bạn ha. Đó là chúng ta mất hoàn toàn luôn, rồi tốt nhất chúng ta đừng có sử dụng cái này nữa. Mặc dù chúng ta sử dụng vẫn được, nó quanh nên nó chưa đến nỗi mà bét, là chúng ta UNC này nó báo ngay chỗ này nè, nói chung từ cái khoảng này trở xuống mà nó báo giống như mấy cái này thì các bạn bỏ giống mình cũng được. Rồi warning là như thế nào, là chúng ta vẫn sử dụng được nhưng mà khi dữ liệu nó đọc qua đây nó hơi chậm các bạn ha. À, đọc dữ liệu hơi chậm và khả năng cái file dữ liệu này nó lưu trong những cái sector này khả năng mất rất là cao, nên tốt nhất là chúng ta bỏ luôn. Thì mình khuyến cáo thôi, các bạn nào tận dụng sử dụng cũng được nhưng mà chúng ta khi mà sử dụng rồi chúng ta phải sử dụng khéo ha, thật là khéo. À, ổ cứng đó, những ổ cứng mà như thế này chúng ta phải là chống sốc nè, hạn chế cầm mà chống va đập gớt lên gớt xuống như hạn, hoặc là đang chạy mà gõ nhúc nhích nhẹ nhẹ thì nó cũng dễ hư lắm. À, ở ổ cứng SSD thì đã lo, chứ ổ này mà đang hoạt động mà chạm lắc lắc cái là nó hư rồi, dễ bị vanin lắm. Rồi thì theo cái kinh nghiệm này thì mình chia sẻ với các bạn vậy ha. Còn nếu mà chúng ta nó bị bét ở đoạn cuối đoạn giữa nữa thì chúng ta cắt tương tự thôi, chúng ta bỏ tương tự thôi. Trên 15 GB thì chúng ta nên giữ lại, còn dưới 15 GB thì chúng ta nên gom lại nguyên một đoạn lớn chúng ta cắt giống như cái đoạn đầu mình ví dụ nãy giờ đó. Cái phần mà thao tác vô mà thì hiện ta xem video cái link bên dưới mình chia sẻ với các bạn ha, thì mình đang quét ở trên cái điện thoại nè cái phần mềm. À, đây, dữ liệu đây, cái phần mềm của em HDD DOS nè, đây cho các bạn xem ha, cái gyro các bạn ha, đây cái gyro đang chạy là mình boot boot trên điện thoại ha, boot trên điện thoại cái gyro đang chạy này, đây cái gyro đang chạy boot trên điện thoại cáp đây. Cáp đây. Giờ nó load vô RAM rồi, nên nó không cần phải dùng điện thoại nữa. Một khi cái tiến trình đó nó hoạt động là nó load vô RAM rồi, nên mình tháo, lúc này mình tháo ra là bình thường. Nó không cần lệ thuộc vô cái thiết bị chúng ta boot. Khi nào chúng ta boot cái mới chúng ta làm lại thì chúng ta phải thiết lập lại hoặc là đăng nhập vào cái thiết bị boot ha. Rồi có nó có hẹn cái thời gian quét, bây giờ mình chia sẻ thêm, rồi mình cũng lâu rồi thôi cũng không biết nhớ hết đâu. Giờ ví dụ mình bấm F4 đây, F4 để mình coi cái chú thích đây. F4 như là F mấy quên rồi. Rồi đây, cái
SC bạn ha, chúng ta bấm SC nè, chúng ta bấm SC thì nó hỏi chúng ta, là bấm F1 chúng ta xem coi ha. Đây các bạn xem những cái chú thích ha, can repair F4, F9, F3, F10, range shot, hết range shot cho màn hình, F5, analyze, F4, F9. Giờ mình coi mấy cái này, bây giờ mình bấm tiếp nè. F8. F8 là gì? F8. Đây nó hiển thị thêm đây, F8 là hiển thị thêm nè. Shift F4. Shift F4. Shift F4 là top dừng các bạn. Đây, đọc F2. F2 là đọc. Đấy, chúng ta xem mấy cái này mình cũng không có dùng mấy cái này nhiều, tại thường mình test là mình chỉ dùng ấy thôi. Mình dùng từ đầu tới cuối luôn. Đây mình còn cắt đoạn lúc trước mình nhớ giờ mình quên rồi. Lâu quá, mấy năm mà không đụng tới. Rồi bây giờ Analyze X các bạn ha, ra ra đi. F4 là khen tiếp nè. Rồi, đó, bây giờ cái này Enter Finish, Enter Finish. Ta, đây. Ta là nó hỏi chúng ta test cái đoạn nào. Bây giờ mình cho cái 4 27 triệu đi ha. Hồi nãy nó báo anh Ninh 27 triệu. Đây. Đây, rồi đủ 27 triệu chúng ta Enter. Rồi bắt đầu chúng ta bấm F4 là chúng ta quét từ đoạn 27 triệu thôi. Đó. Các bạn thấy không? Đây, 27 triệu nè. Chết rồi. Đây, đây. Nó mới chạy lên 8 triệu ha. Chúng ta F, chúng ta SC. SC, chúng ta F4. Bấm SC, bấm F4 các bạn ha. Rồi bấm Enter là chọn nè. Đó, chọn cái đầu. Ví dụ nó nãy 10, 10 13 triệu mấy lỗi thì bấm 13 triệu nè. Không 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 không. Rồi Enter. Rồi F4 cái nè. Rồi, chúng ta quét. Đó, cái này chúng ta chọn phân đoạn quét các bạn ha. Chọn phân đoạn quét là nó báo nó đúng nãy luôn ha. Đó, này chúng ta chọn cái phân đoạn mà chúng ta mà nghi ngờ hoặc là chúng ta muốn nhanh này, muốn nhanh thì chúng ta thì chọn cái đoạn cuối chẳng hạn. Đó, ví dụ cái này 900 mấy thì chúng ta chọn 900 900 triệu. 3 0 0 0 0 0 0. Đó, Enter F4. Đó, thì chúng ta quét đoạn cuối nha. Vậy các bạn. Đó, rồi chúng ta quét như thế này chúng ta lọc lẹ hơn ha. Đó, cái đoạn cuối thường cái ổ cứng các bạn, cái đoạn cuối lúc nào nó cũng tốc độ chậm nữa các bạn thấy không? Đó, giống như cái đĩa cũng vậy ha, ngoài rìa lúc nào nó tốc độ nó cũng sẽ chậm hơn. Nên chúng ta đừng nên lưu đầy ổ cứng quá. Đầy quá thì nó cũng dẫn đến ảnh hưởng chậm tốc độ máy ha. Chậm tốc độ máy tính hay điều hành rồi kia nó quét cũng chậm. Đó, thì đó, thì chúng ta thấy ha. Đó các bạn để ý chúng ta thấy. Rồi thì về cái chia sẻ mà để vào được cái này mình vào luôn hay sao ta, thôi vào luôn đi nè. Rồi vào lẹ vô nè, mình đã đăng nhập vô sẵn rồi ha. Rồi mình đã chọn chế độ tự boot rồi các bạn ha, tự boot rồi vô các bạn vô Hadid nè, Hadid nè, số 7 enter nè, số 1 nè, MHDD446 phần này cho tự load các bạn ha, cho tự load. Rồi đó thì chúng ta coi cái dung lượng setter, chúng ta chọn cái dòng đó và enter thôi.